ra thế giới, cuốn cẩm nang chi tiết về du học và săn học bổng. Săn học bổng có phải chỉ dành cho người cực kỳ giỏi? Làm sao để trang bị kỹ năng và kiến thức để trở thành một thợ săn học bổng? Đừng chần chừ, du học và học bổng không dành cho người giỏi nhất mà dành cho người phù hợp nhất. Cùng trở thành thợ săn siêu hạng về cuốn sách Bước ra thế giới. Đặt trước ngày hôm nay. Anh có thể chia sẻ một câu chuyện nào đấy mà nó mặt xấu mà có thể chia sẻ nhá, không không biết gọi là, nếu anh không thể chia sẻ thì không không sao, nhưng mà em cũng khá tò mò. Mặt xấu thì nhiều lắm. Ví dụ như là việc ở bên này thì cũng giống như ở mọi nơi trên thế giới đều có những cái khu mà kiểu nhiều tệ nạn và nhiều tội phạm. Vâng. Thì những khu như vậy thì đương nhiên là rẻ, rẻ để thuê. Mà thuê thì các bạn sinh viên, đặc biệt là các bạn mới sang và những bạn mà không có điều kiện, thì các bạn ấy rõ ràng là sẽ muốn tụ tập hết vào những cái chỗ như vậy. Thì nó không tới nỗi là kiểu ổ chuột, hay là nó không tới nỗi là kiểu là 24/7 là đều có vụ này vụ kia. Nhưng mà cũng gọi là tương đối. Và cũng có những nhiều du học sinh là bị giống như kiểu bọn đầu gấu, hay là kiểu đầu đường xó chợ ở bên này ấy, người ta chấn lột, người ta đánh đập, người ta cướp bóc, người ta lừa đảo, vân vân và vân vân. Đấy, thì có những cái như vậy. Thì nếu mà ai mà hay nghe những người đi du lịch từ Melbourne về, sau đó về nói lại với người Việt Nam là ôi Melbourne đẹp lắm, Melbourne màu hồng lắm, Melbourne tuyệt vời lắm, hoàn hảo lắm, thì rất dễ là sẽ bị như vậy. Và cũng có một cái hay ở đây là tiện nói về du lịch, thì hầu như những người mới chỉ đi du lịch thôi, chưa phải là ở nhá, chỉ đi du lịch thôi, thì sẽ đều tô một cái màu hồng như thể là mình đã ở đấy rất là lâu năm rồi. Thì sẽ làm rất dễ làm cho những người ở Việt Nam bị vỡ mộng theo cái kiểu như vậy. Thực ra cái chuyện là mình đi qua đấy như một người qua đường thì nó mới dễ nhìn thấy những mặt tốt đẹp và nghĩ là đúng màu rồi. Hồng. Sống đúng rồi thì mới phát hiện ra là nó có đủ đầy đủ vấn đề. Ngày xưa em sống ở châu Âu. Đi chơi mà. Vâng. Sống châu Âu cũng vậy, nói chung là nó cũng sẽ có đủ các thứ phát sinh. Nhưng mà đúng rồi. Mà đúng là em nghĩ là cái đấy là một cái thứ kinh nghiệm chia sẻ rất là ok. Đấy là mọi thứ nó sẽ không đơn giản và không như bạn nghĩ. Nó hãy luôn luôn hãy luôn luôn kỳ vọng một chuyện là nó sẽ không màu hồng như là mình mong muốn, và sẵn sàng cho những cái tình huống xấu nhất. Bạn em ngày xưa đi học ở Tây Ban Nha ấy, đi học ở Phần Lan xong rồi đi sang Tây Ban Nha du lịch ấy. Em thì không bị, nhưng mà kiểu anh bạn đi sang Tây Ban Nha du lịch lần đầu tiên luôn, là ông đi phát thì đến sân bay cái thế là có người kiểu như kiểu là va chạm sau thứ thì đổ cà phê vào người ấy. Xong rồi họ cũng chả họ kiểu gọi là lau dọn, tức là lau lên các thứ này nọ và suýt xoa ABC, thì ông ấy tập trung chuyện đấy, quay lại thì mất vali. Hóa ra là cái kiểu một cái dàn cảnh để cho lấy đồ luôn, và thế là ông đấy mất luôn cả và passport này, visa này, thế là phải ngồi tự nhiên cái chuyến du lịch lẽ ra là đi sang Tây Ban Nha để chơi một thời gian ngắn thì cũng thành ra phải mấy tháng ở tạm bên đấy, và mất hết sạch tiền bạc ở giấy tờ, rất là lằng nhằng đau đầu. Câu chuyện mà cũng là cười ra nước mắt ở khi mà mình phải đi du học ở nước ngoài. Nhưng mà có thể cái đấy là những cái mà các bạn vẫn chưa được biết nhiều. Nếu mà nói về các cái câu chuyện khó khăn trong du học ấy, thì anh có gặp khó khăn gì không, và anh vượt qua nó như thế nào ạ? Nếu mà nói riêng về khó khăn thì có lẽ là khó khăn về việc xin định cư. Bởi vì là cái khi mà anh mới sang thì cái khó khăn lớn nhất của anh là không phải là làm thế nào để định cư, mà là có nên định cư hay không. Đấy là một câu hỏi đấy có lẽ là một câu hỏi lớn nhất mà hầu như ai đi du học cũng nghĩ tới việc đó. Thì khi mà anh mới sang thì thực sự là mình không hề nghĩ là mình muốn định cư đâu, bởi vì mình đang ở nhà, mình đang có bạn bè, mình đang có gia đình, thì tội gì mà mình lại phải sang ở một đất nước mà mình chẳng quen ai cả. Nên là mình cứ khăng khăng là mình không muốn. Thế xong rồi sau một khoảng thời gian khoảng độ 3-4 tháng mình ở lại, mình học và mình làm việc, làm thêm thôi,
mình làm việc thì mình cảm thấy là thì nó cũng không tệ lắm. Thì anh mới nghĩ là thì thôi thì bây giờ mình cứ xin định cư đi. Còn sau này ví dụ mình muốn, mình thích, mình về Việt Nam thì làm thì mình vẫn về được. Ví dụ về Việt Nam là mình không thấy hợp, mình lại quay lại đây, đại khái là mình luôn có một sự lựa chọn. Thay vì là chỉ có một sự lựa chọn thôi. Thì đấy là cái khó khăn lớn nhất khi mà mới sang. Thế còn khi mà đã xác định được là mình sẽ xin định cư rồi thì khó khăn lớn nhất sẽ là làm thế nào để xin định cư. Thì cái đấy sẽ là khó khăn nhất. Bởi vì xin định cư thì nó liên quan tới nhiều thứ, mà có rất nhiều thứ trong đấy nằm hoàn toàn ngoài tầm kiểm soát của mình. Và có rất nhiều khi là mình tính là con đường đấy như vậy rồi, mình cố hết sức, mình đi được khoảng độ 3 phần 4 quãng đường rồi, chỉ còn 1 phần 4 nữa thôi, thì tự dưng cái luật định cư nó thay đổi, coi như là toàn bộ 3 phần 4 quãng đường còn lại của mình là mất hết. Thêm ra là nó trong suốt cái khoảng thời gian khoảng độ 4 năm mà anh ở Úc để trước khi mà anh có định cư, thì gần như là lúc nào mình cũng phải sống trong một cái tâm trạng là ngày mai nó có thay đổi luật hay không. Nó cứ nâm nớp như vậy đó. Thật ra là nó cũng tương đối là khá là mệt. Nhưng mà sau đấy thì mọi thứ cũng may mắn là mọi thứ nó đều đúng được như kế hoạch và dự định của mình đã sắp xếp từ trước. Nó không lệch nhìn gì nhiều. Thật ra là có thể nói anh là khá là may mắn. Có những cái câu chuyện éo le nào mà anh biết không? Tức là kiểu anh thì giả sử như anh là một trường hợp may mắn mà mọi thứ nó cũng thuận lợi như vậy, nhưng mà anh có biết trường hợp nào mà nó éo le và kiểu thay đổi luật hay gì gì đấy mà nó khiến người ta nếu mà gọi là éo le nhẹ đi, vâng, thì nó sẽ là éo le nhẹ thì nó sẽ là các bạn có rất nhiều bạn như thế này nhé, chứ không phải một bạn mà anh biết. Tức là dành ra 3 năm để học đại học bởi vì cái ngành mà của bằng đại học đấy thì là ngành mà Úc ở trong danh sách mà Úc cần. Thế nhưng mà đúng khoảng độ 3 tháng trước khi kết thúc khóa học thì cái ngành đấy bị rút ra khỏi danh sách. Tức là đã học 4-5 năm gì đấy. Đúng rồi. Rút luật. Thì là bị rút luật, thì coi như là không còn cơ hội ở cái bang mà bạn ấy đang học nữa. Vậy thì làm thế nào để mà vẫn sử dụng được cái bằng đấy để xin định cư? Vậy thì một là không sử dụng được nữa mà phải học bằng khác, ngành khác mà trong cái danh sách ngành nghề mà Úc cần, hoặc là em phải sang một cái bang khác, cái bang đấy nó vẫn cần cái ngành mà em đã học, nhưng mà em sẽ phải học lại từ đầu, hoặc là em sẽ phải làm ở đấy 2 năm rồi người ta mới bắt đầu đồng ý bảo lãnh cho em. Đấy, thì nó là một cái từ bang này chuyển ra hẳn bang kia để sinh sống và làm việc, thì nó đã là một cái bước chuyển rất là lớn rồi. Mà đấy là chuyển rồi thuê nhà cửa các thứ rồi, xin việc các thứ rồi, trong 2 năm đấy mà chính phủ nó đổi luật tiếp thì mình cũng chẳng làm gì được. Thực sự. Đấy, nên là nó ở đấy, đấy là éo le nhẹ. Còn éo le nặng thì sẽ là có những cặp đôi mà người ta muốn định cư ở lại, nhưng mà người ta không có khả năng để xin định cư ở lại, thì người ta lại tìm đến những con đường bất hợp pháp. Tìm đến con đường bất hợp pháp thì tự dưng cái gia đình nó bị tan vỡ ra, và mà tan vỡ rồi nhưng mà cái con đường bất hợp pháp nó vẫn không phải là con đường chắc chắn là có định cư. Đâm ra là có những gia đình mà có con cái đè hòe rồi nhưng mà tan vỡ, xong rồi chồng về Việt Nam, vợ ở lại đây, hoặc là ngược lại, rồi thì mà vẫn cho đến giờ phải tới gần 20 năm rồi mà vẫn chưa có con đường để định cư. Đấy, mà đã bán hết toàn bộ mọi thứ, nhà cửa ở Việt Nam, cậu bỏ hết công việc ở Việt Nam để sang đây rồi mà bây giờ kết cục như vậy, thì đó rất là đáng tiếc. Thực sự em cũng nghĩ là đấy là một cái vấn nạn, nói chung là cũng khá là đáng buồn đấy. Vì thực ra đến cuối cùng thì cá nhân em cũng thế, em nghĩ là cái này chắc anh em giống nhau, tức là em nghĩ là cái quan trọng nhất là được ở cùng với người thân mình thôi, chứ còn thực ra ở đâu hay là như thế nào thì không quan trọng lắm. Tất nhiên là mức độ ưu tiên của cuộc sống của mình thì nó sẽ hơi khác với những người khác, nhưng mà nếu mà giả sử như đấy, chỉ vì
để có thể định cư hay gì đấy mà mình lại bị rơi vào tình cảnh kiểu tan vỡ như anh vừa chia sẻ, thì em nghĩ là nó cũng đến cuối cùng thì cái hạnh phúc thì nó cũng quay đi quẩn lại thì hạnh phúc nó là cái gì ấy, cũng rất là khó để trả lời câu hỏi đấy. Vậy thì anh có cái kinh nghiệm gì mà anh muốn chia sẻ với các bạn không ạ? Bởi vì anh có nói là buổi hôm nay anh muốn chia sẻ một số kinh nghiệm của anh khi mà đi du học ở bên Úc. Thì những cái kinh nghiệm mà kiểu nhỏ lẻ, ví dụ như là các bạn sang, các bạn mở tài khoản ngân hàng ra làm sao, đi lại phương tiện công cộng như thế nào, thì anh thực ra thì anh cũng đã có ghi hết ở trong rất nhiều bài ở trên Spy Room rồi. Thì trong buổi ngày hôm nay thì anh muốn nói nhiều hơn về những cái suy nghĩ hoặc là những cái chuẩn bị lớn hơn, đó là cái ba anh em mình vừa nói, đó là nên định cư hay là du học, hay là học xong rồi về. Thì anh muốn các bạn đang xem livestream này, các bạn dù là các bạn đang chuẩn bị đi du học hay là các bạn có ý muốn đi du học trong tương lai, thì các bạn cần phải xác định được rõ cái mục đích mà các bạn đang đi du học là gì. Thì nếu các em đi du học chỉ để học sau đó rồi về thì chắc là cũng không có gì phải bàn. Nếu mà các em đi dù nước nào cũng vậy thôi, không nhất thiết là phải là Úc, thì nên chọn những cái ngành nghề nào mà Việt Nam huấn luyện nó chưa được tốt lắm, chưa được bài bản lắm, thì các em nên đi ra ngoài để các em học được những cái mới của họ và mang về Việt Nam, để nhờ như vậy mà các em mới tỏa sáng hơn với những người được huấn luyện cùng cái ngành nghề đấy mà ở Việt Nam. Còn nếu mà các em đã xác định là các em sang bên đấy để định cư, thì các em phải tìm hiểu từ trước ở nhà là con đường định cư như thế nào. Bởi vì con đường định cư anh nghĩ là ở bất cứ nước nào nó cũng đều không hề đơn giản, và nó là một cái, thứ nhất nó là một ván bài và mình không thể nào mình kiểm soát được nó. Về thứ hai nữa là nó là ván bài mà em phải tính trước, nhiều khi nó phải tính trước 4-5 năm, chứ không phải tự dưng mình cứ học 3 năm đại học đến năm cuối tự dưng mình bảo mình thích ở lại, bây giờ con đường định cư như thế nào, thì cái đấy lúc đấy thì là quá muộn rồi. Nên là nếu mà các em không muốn lãng phí cái thời gian mà các em đang đi học, thì các em nên xác định trước ở nhà như vậy. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái chuẩn bị về tâm lý, đó là nếu mà các em sang để định cư thì các em phải có tâm lý xác định trước là xa gia đình và nhiều khi là mấy năm liền mới được về, kiểu như vậy, thì các em có chịu được không? Và các em có chịu được việc là một mình ở một nơi xứ người không quen ai cả, phải tự nhận trách nhiệm của tất cả các thứ, thì các em có chịu được cái sức ép đó không? Có rất nhiều không hề nhỏ đâu, số lượng du học sinh, đặc biệt là du học sinh Việt Nam, bị trầm cảm và phải tìm kiếm tới những cái dịch vụ tư vấn y tế. Đại học thì không nói nhá, nhưng mà sang bên đây anh dạy cấp 3 mà, thì anh cũng có tiếp xúc với nhiều bạn du học sinh từ cấp 3. Thì khi mà các bạn ấy sang đây, mặc dù chưa bị cái nặng định cư ép vào, nhưng mà bố mẹ đã bắt đầu nói về cái việc là con phải học tốt để sau này định cư thế này thế kia. Thì các bạn ấy vừa bị áp lực là trường lớp, vừa bị áp lực là về định cư, vừa bị áp lực về ngôn ngữ, rào cản ngôn ngữ. Xong rồi, bởi vì các bạn ấy dưới 18 tuổi, đem ra là các bạn ấy phải ở với cả nhà chủ, nhà ở host. Thì mà host thì không phải là host nào nó cũng tử tế. Đem ra là nếu mà gặp phải host không tử tế thì các bạn ấy ăn uống cũng không được đều đặn và cũng không được đầy đủ. Đem ra là bị nhiều bệnh về dạ dày. Và đấy, cứ bệnh này bệnh kia, rồi áp lực này áp lực kia, cuối cùng là các bạn ấy không học tốt được. Và một số bạn đã phải về Việt Nam học lại từ đầu. Nên là những cái du học mình cứ nghĩ là mình đi trải nghiệm, nhưng mà thực ra nó phức tạp hơn rất là nhiều. Nên là các em nên nghiêm túc hơn về cái việc đó. Đi du học mà các em chỉ cần mắc một sai lầm thôi, nhiều khi nó phải trả bằng tiền nghìn đô. Đấy là về mặt tiền mặt. Còn về sức ép tinh thần và các mối quan hệ nữa,
là nên nên đừng 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 coi nhẹ việc du học. Nào, cái đấy là cái mà anh muốn nói trong cái session này. Vâng, thật ra cái câu chuyện đấy em nghĩ cũng rất là đồng cảm, bởi vì thực ra ngày xưa bọn em làm sách, ngày xưa bọn em cũng làm một cuốn sách du học ấy. Thực ra cái đấy là cái mà em muốn chia sẻ trong cái câu chuyện khi mà, bởi vì em cũng bản thân em là một người du học và em có những người bạn học đi du học và cũng không phải là quá may mắn để có được những cái thành công nhất định, mà có khi đôi khi gặp khủng hoảng hay là những cái vấn đề về tâm lý. Thế nên em thực sự nghĩ là lựa chọn du học nó là một cái gì đấy mình nên cân nhắc và nên suy nghĩ sớm, suy nghĩ kỹ về nó, không phải là giống như anh nói là luôn nghĩ là nó là màu hồng. Rất nhiều người sẽ các bạn nghĩ là đi du học là tôi được học cái thứ hơn này, rồi môi trường văn minh hơn, nhưng mà đôi khi là những cái thứ đấy nó chưa chắc đã phù hợp, và nhiều khi cái sự phù hợp lại là cái thứ quan trọng nhiều hơn. Thì em rất là đồng cảm với câu chuyện đấy. Nhưng mà anh có nghĩ về câu chuyện là kiểu nhiều khi cái việc du học đấy, giả sử những bạn mà cấp 3 các bạn gặp, vì cái này câu hỏi mà em vừa mới pop up trong đầu thôi, tức là các bạn cấp 3 mà gặp những vấn đề như anh nói, tức là đứng giữa cái sức ép của gia đình này, sức ép về kỳ vọng của bố mẹ này, rồi sức ép của từ host này, hay sức ép của chính các bạn ý từ công việc học, hay sự khó khăn của học tập, thế thì nhiều khi cái gì là cái mà các bạn có thể làm được ấy ạ? Tức là thực sự là ví dụ như em nghĩ rất nhiều bạn trong đó cái lựa chọn du học của các bạn thực ra là nó đến từ bố mẹ. Em phải chia sẻ thật là thực ra nó đến từ bố mẹ, và có thể là bố mẹ có kỳ vọng và bố mẹ là có ước mơ, bố mẹ coi như con cái là cánh tay nối dài để thực hiện cái ước mơ đấy của mình và đưa con mình đi du học. Thế thì thực ra có cái lựa chọn nào cho các bạn hay không, hay là nó sẽ thực sự rất là khó khăn? Nó khó đấy, bởi vì thực ra cứ cho là các bạn ấy, bố mẹ các bạn ấy cho các bạn ấy được lựa chọn đi, thì cái tầm tuổi đấy thực sự mà nói, nếu mà để cho các bạn ấy lựa chọn, chắc gì các bạn ấy đã biết lựa chọn đúng. Vì anh em mình thì cũng vậy thôi, đã từng trải qua cái thời kỳ đó, thì đặc biệt là cái thời kỳ tầm 16, 17, 18, mình luôn nghĩ là mình đã đủ lớn rồi, mình biết những cái biết nghĩ rồi. Nhưng mà thực ra thì bây giờ mà mình nghĩ lại thì cái tầm 16, 17, 18 lại là cái lúc mà mình có khi lại ngu ngốc nhất, kiểu như vậy. Thì thì cái việc mà du học đấy, anh nghĩ là nó tốt hay xấu, hoặc là nó liệu nó có đem lại kết quả tốt hay không, thì anh nghĩ là do các bạn chứ không phải là do bố mẹ. Bố mẹ thì muốn tốt cho con, muốn đưa con đi du học thì ấy thôi, thì có học được cái trải nghiệm nào tốt, có học được bài học nào ý nghĩa, có cảm thấy mình trưởng thành hơn so với khi mà mình ở Việt Nam hay không, thì anh nghĩ đấy là cái mà các bạn đặc biệt là các bạn đi du học ở cấp 3 có thể kiểm soát được. Còn việc là liệu sang đây mình có gặp được host tử tế hay không thì cái đấy là hên xui. Tuy nhiên là nếu mà host mà người ta không tử tế thì các bạn ấy hoàn toàn có quyền, có thể nhờ trường mà tìm người khác bảo trợ guardian là người đấy, thì bảo hộ người bảo hộ đúng rồi, người bảo hộ, thì có thể nhờ trường tìm người bảo hộ khác. Nhưng mà nhìn chung thì các bạn học sinh có thể kiểm soát được là mình phải chuẩn bị sẵn cái tinh thần là nếu mà host người ta không quan tâm tới mình thì mình tự chăm sóc bản thân mình như thế nào. Và ví dụ đến trường mà mình cảm thấy là tiếng Anh của mình không tốt thì mình làm thế nào để có thể catch up được, với cả mình có thể bắt được bài trên lớp, làm thế nào để mình phát triển tiếng Anh của mình lên, vân vân và vân vân, thì có rất nhiều cái mà các bạn ấy có thể kiểm soát được. Còn vấn đề về việc là lựa chọn có đi du học hay không thì anh không nghĩ là có thể ai ép các em được. Hoặc là có thể bởi vì anh chưa rơi vào trường hợp đó nên là anh không biết. Nhưng mà ví dụ bây giờ em không muốn lên máy bay, em cứ hét ầm lên ở sân bay, em không muốn đi thì anh không nghĩ là ai ép được cái đấy.
Ok, em nghĩ đấy là một câu trả lời mà chắc là cũng cũng sẽ giúp ích cho các bạn phần nào trong câu chuyện là nhìn nhận về du học và lựa chọn cái quyết định du học và làm sao để nó tối ưu nhất.